的爱，眼前月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一个吻。Xin chào toàn thể anh em, hôm nay lên clip mới với một sản phẩm mới xin giới thiệu đến anh em, đó là combo tủ đài cổ đến từ thương hiệu Victor với model là DF11, hàng về từ Nhật, dùng nguồn AC 100V nha anh em. Bộ này đủ lo, bao gồm mà hai lo lớn, hai lo nhỏ và một cục máy, là tổng cộng là 5 cục, 4 channel. Tủ còn rất đẹp nha anh em, với tuổi đời thì cũng sâu sâu nhưng mà còn rất là đẹp. Cấu hình của máy hoạt động bao gồm là mâm thang và phần radio AM/FM, ngõ tín hiệu tép đưa tín hiệu ngoài từ những cái thiết bị ngoại vi giống như là đầu CD, đầu băng cối, đầu tép băng hay là điện thoại, những cái thiết bị chuẩn analog vào là dùng là ok nha anh em. Đầu tiên thì em xin giới thiệu kích thước sơ bộ để anh em dễ cân tính và chọn lựa để đặt ở vị trí phòng mình cho nó hợp lý nha. Chiều ngang của bộ này là 1m61 nha anh em, 1m61 cho chiều ngang. Chiều cao tính với lô lớn thôi là 67 phân, 67 chiều sâu của bộ là 41, chiều cao 67, chiều sâu 41. Chưa tính lò tay nha anh em, lò tay này có cái lò tay này có chiều cao là 48 phân, chiều ngang của lò là 30 phân. Cấu hình lo thì em cũng xin giới thiệu với anh em luôn. Một bên lo phông á, lo lớn như vậy á, thì cấu hình của nó là gồm một bát 25, một bức giấy, một bức giấy đường kính khoảng 12 phân, và một chép, một chép giấy. Mỗi bên như vậy là một bát 25, một bức 12 và một chép. Còn cấu hình của lo tai á, lo nhỏ đó là gồm mỗi bên như vậy là một cái bát toàn giải 16 nha anh em. Chất âm rất là ok. Đi sâu vô thì em xin test các phần chức năng của máy hoạt động với lại chất âm cho anh em tham khảo nha. Đầu tiên em test phần mâm thang. Thì mâm thang này á, thì cũng dùng chế độ như những cái mâm thang khác, 33 dòng, 45 dòng và 33 và 45. Và bán tự động có nghĩa là mình phải tự đưa cần vào, khi hết đĩa thì cần tự động ra. Trời quen đất lạ, nhiều đồng lắm hạ, đôi tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới đến việc cho tôi nhạc tình xa lắm lời. Em đang vô đĩa 33 dòng nha. Nằm trên đất giặc, em trong hải hùng, tiếng hát ôi em, tiếng hát ngọt mềm. Cận cảnh cho anh em tham khảo nha.
phần mặt máy. Mặt máy toàn bộ nhôm phay với hai màu chủ đạo là nhôm phay trắng và mặt kính đồng hồ đen, số đồng hồ xanh. Đây thì có power volume mic, micro thì mình cắm vô mình sử dụng, bass, chép, volume, nọc bình và test monitor. Cái đây là cái cổng tín hiệu đồng hài vào. Đây là có chế độ thay đổi chất âm nè, 2 channel, 4 channel, chọn chế độ âm thanh, decito trên cổng, AM, FM, FM mixing và phono. Bên đây có tuning dò đài. Đây là cái ba lăng cân loa. Trên đây là cặp phông nha anh em, phông bên trái, phông bên phải, rear, phải, rear, trái, giữa là bốn loa. Đây, chúng ta đến phần âm thanh. To đây. Cần rất là đẹp. Đây là nút cúp, khi mình chạy muốn dừng thì bấm đây là cần nó tự động nâng lên và đưa ra. Để chọn chế độ 33 vòng và 45 vòng. Bên hông đây có nút chỉnh tốc độ nhanh chậm. Cần chỉnh tốc độ nha. Và đây là mô đen máy. Cũng như bộ khác thì ở đây cũng có một hộp để đĩa, hoặc là để những thiết bị mình cần sử dụng như đầu CD nè, đầu tấm băng, đầu băng cối. Ngoài kia xe đô 4 trên đô đây. Đây là phần loa. Ngoài kia xe đô 2 video. Lưới này là lưới sọc, lưới sọc sông nha anh em, rất đẹp. Trên đây là lò tai, đây là lò tai, bên đây các tiếng lo rất là đẹp. Bài một quất thì sướng nhẹ nhưng mà nó là không ảnh hưởng mấy đâu. Ngày gió mưa cùng hồi lên đường dài. Học máy nha nè. Ta mặc tình bóng chưa. Cái gỗ rất đẹp á. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm ba nơi xưa. Vui một mùa lên. Phần sexy này chắc là còn 7 màu luôn nha anh em. Đích máy rất là đẹp nè. Sexy máy còn 7 màu à. Lại thành sông vui về ngọt quê hương. Em test cái phần FM AM cho anh em rồi đài. Đài AM rất ok. Thì như những cái máy khác này thì hàng này cũng là hàng nội địa Nhật, thì FM chỉ dùng tới 90 thôi. Mắc đài Việt Nam mình không đủ, chủ yếu là mình bắt AM là chính anh em. Đây cũng có đèn vô quá. Là do
trong quá trình phẫu thuật, bệnh viện đã chẩn đoán phù hợp với bệnh cảnh. Em chuyển về phono lại. Anh em có nhu cầu cần giao lưu hoặc là cần thêm thông tin gì của máy, hình ảnh của máy thì liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu và em xếp hàng toàn quốc nha anh em. CD Sony. Anh em cũng có thể phát bằng đầu tép băng, đầu băng cối hoặc là những cái thiết bị analog đầu ngoài vào là ok. Yeah.
một tí xíu nên nó tạo cái tiếng lẹt xẹt lẹt xẹt. Đây nè, bộ này chất âm rất là tuyệt vời. Bass thì lực dãy trên cũng rất là chi tiết nha nè. Thì anh em có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908217658. Em Huy Vũng Tàu và em xếp hàng toàn quốc nha anh em. Tới đây thì em cũng xin kết thúc clip và xin cảm ơn anh em đã theo dõi và quan tâm kênh của em. Hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo với những sản phẩm mới của bên em. Xin trân trọng kính chào anh em.